Chị My, Dũng anh. Xin lỗi, để tôi nói chuyện với bà chủ một chút được không? Hai đứa đi ra ngoài đi. Em ngồi đi. Em có chuyện gì để nói với anh? Em có nghe mấy đứa nó nói là anh ghé qua tìm em trong lúc em đi vắng hả? Em đi công chuyện hay việc riêng? Em đi chơi thôi. Với ai? Ủa anh đừng có quên, em không phải là vợ của anh. Em không có cần phải thông báo chuyện riêng tư của em cho anh biết. Em ăn nói với anh vậy đó hả? Em đi với ai? Nếu như anh thiết tha muốn biết thì em nói cho anh biết. Em đi với một người đàn ông trẻ chưa từng có vợ bao giờ, và họ lúc nào cũng xem em là nhất. Em bị điên hay sao vậy? Em ở lại với anh mới em điên đó. Em không muốn một ngày nào đó có một người đàn bà xuất hiện trước văn phòng em và nói em là người cướp chồng của người ta. Anh chắc chắn là điều đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì hoạt động bí mật là nghề di truyền của anh, từ cha anh truyền lại rồi. Chỉ còn con vợ anh. Anh đừng nói là vợ anh giống như vợ một vị đại gia nào đó lên mạng tuyên bố là sẵn sàng nhường chồng cho em. Em thì chưa bao giờ mong muốn có một người đàn bà thứ hai xuất hiện như vậy đâu. Em đừng có cái thói quen già miệng vậy, để đổ lỗi cho anh, để ruồng bỏ anh. Chẳng qua là con vợ anh đó. Anh đừng có vợ anh nữa được không? Lúc nào anh cũng nhắc tới vợ anh, đó như là một cái bóng ma mà chưa bao giờ xuất hiện, nhưng nó luôn làm cho em cảm thấy mất hứng. Bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Thật lòng á, em cảm thấy chán nản, không muốn cái chuyện gì yêu đương nữa hết. Em chỉ muốn sở hữu một người nào đó thuộc của riêng mình. Biết đó là phù du đó, nhưng em đã quá chán cảnh cái chuyện yêu đương vụng trộm rồi. Chán cảnh vụng trộm không có thể đồng nghĩa với việc em có thể đánh đổi được. Đánh đổi? Anh đừng có nói đánh đổi anh với chàng trai đó nha. Anh sai rồi. Vì anh chưa bao giờ thuộc sở hữu của em hết á. Nhưng mà My à, em biết là anh yêu em mà. Cuối cùng thì em cũng nghe được câu nói này từ anh rồi đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. My à, anh đang nói thật lòng mình mà. Em biết là anh đang nói thật lòng. Nhưng tiếc là bây giờ em không còn quá trẻ để có thể tin tưởng, chờ đợi một cái điều gì đó gọi là tình yêu của riêng mình. Vậy em tin rằng cái thằng bồ trẻ nó sẽ cho em một cái tình yêu thật lòng và một quyền sở hữu riêng sao? Em cũng không trông chờ gì ở người đó hết. Nhưng ít ra trong lúc này đây, em có cảm giác mình được sở hữu và cậu ta chuyên tâm dành hết cho em. Chuyên tâm hả? Chuyên tâm có thật không? Hay là khi em đang ngồi đây thì cậu ta đang nằm với một cô gái trẻ nào đó? Chẳng qua là một cái thằng phi công trẻ lợi dụng một máy bay bà già đang khát tình thôi. Anh đừng có xúc phạm em nha. Anh không xúc phạm em, nhưng anh cũng là đàn ông. Anh đã từng trải qua thời tuổi trẻ bồng bột nông nổi đó rồi. Cho đến bây giờ khi trưởng thành, anh mới nhận ra điều gì là cần thiết trong cuộc sống. Anh khác. Anh không thể nào lấy anh ra để nói hộ suy nghĩ cho những người đàn ông khác hết. Anh không nói hộ cho suy nghĩ những người đàn ông khác, nhưng anh không tin vào mối quan hệ lợi dụng đó. Cũng như em, bây giờ anh không hề tin em có tình cảm với anh. Phải chăng đó chỉ là một sự lợi dụng, và khi em đạt được mục đích của mình rồi thôi, có đúng vậy không? Bây giờ anh muốn kết tội em như thế nào cũng được, vì anh không có quyền xét xử, nên anh có nói gì thì chăng nữa cũng không thay đổi được đâu. Thôi anh về đi. Từ nay em sẽ tự lèo lái công ty của mình. Em nghĩ là em sẽ tự lèo lái được công ty? Em cứ làm thôi, tới đâu hay tới đó. Thôi được rồi, anh sẽ chờ coi em lèo lái công ty như thế nào. Anh cũng sẽ chống mắt lên coi em và thằng phi công trẻ đó hạnh phúc như thế nào. Nhưng em đừng quên, anh không bỏ qua chuyện này đâu. Anh đã chống lưng cho em để có sự thành công như ngày hôm nay, không phải để bây giờ em quay lưng đối xử với anh như vậy. Em chờ đó.